Rồi mời lại anh chị em cà phê sáng chủ nhật nha. Có anh chị em nào có chuyện gì vui vui kể Việt Rai nghe ấy. Việt Rai nói xấu nước Mỹ bị đuổi về Việt Nam. Anh nói xấu nước Mỹ hả? Nên Việt Rai nói xấu nước Mỹ. Chết rồi. Chuyến này chắc Việt Rai ra đảo luôn rồi. Bị đuổi về Việt Nam mà chết. Nguyễn Dung nhắc mới nhớ, thôi để Việt Rai chuẩn bị đồ đạc sẵn nha, lỡ đuổi cái mình giọt luôn cho nó nhanh. Nguyễn Dung nói này nghe quen quen quá à. Giống như mình có cảm giác mỗi lần mình ý kiến ý cò gì hay mình nói gì á là mình bị tấn công, tấn công dã man luôn. Ở cái nước Mỹ vĩ đại, nước Mỹ cái gì cũng tốt 100% luôn hay gì á, nói ra cái gì cũng bị chặn họng hết. Cũng bị đuổi về Việt Nam á, với bị chụp cho cái mũ bự thiệt bự luôn. Ngẫm nghĩ thấy ngộ. Nói là mình sống ở đất nước này hở lúc nào cũng là tự do, tự do ngôn luận, tự do muốn nói gì nói, mà hãy mà thấy cái gì trái tai gai mắt bực bội không dám nói. Nói ra là bị chửi, mới ra là bị nó tại sao ở Mỹ nói xấu nước Mỹ. Trời đất ơi, đó tôi sống ở cái đất nước này tôi thấy nó không đúng, tôi được nói chứ tại sao không cho tôi nói vậy. Mà trong khi đó người Mỹ nó đứng lên nó nói, nó chửi bới sùm hết á, thì không ai dám nói, không ai dám làm gì hết, toàn là quay qua chọc chơi chửi bới mấy người Việt Nam nói lên sự thật không à. Thấy mắc cười không? Đó, dân Việt Kiều chúng ta ở Mỹ là thế đấy. Việt Rai không có quơ hết cả nắm. Có nhiều người á, họ thấy những cái chuyện không hay, họ bực bội, họ chỉ về nhà họ nói ở nhà thôi, họ không có dám nói lên ra ngoài, ha, không có dám nói cho ai hết. Họ nói ra họ sợ, thì họ chỉ chịu thôi. Rồi có nhiều người thấy bực bội thì nói, giống như Việt Rai nè, mình mà thấy cái gì ở ngoài đường mình không thích thì mình nói liền à. Mình không có ngán ai hết á, thấy sao nói vậy. Về Việt Nam mỗi tháng xài 500 đô là được rồi, đừng chơi lớn à, tới 5.000. Ôi già, chơi cái gì mà lớn dữ già. Anh nông dân chơi kiểu này là không khéo là chống gậy là chết luôn gì. Chào anh Nguyễn Văn Tập nha, anh Tập lúc này lên hát karaoke hay quá. Nói xấu nước Mỹ là Việt Giang nói xấu nước Mỹ là Việt Giang bò đỏ đấy. Ghê. Bò đỏ là Nguyễn Dung biết sao không? Ở Mỹ này á mà nói tới bò đỏ đó là ai cũng là ngầu lắm đó, là Red Bull đó, nước uống bò cụng đó, Red Bull đó.
Ở bên Mỹ này á, nó có rất là nhiều những câu lạc bộ chơi bóng chày, chơi bóng cà na, nói chung bóng cà na, đá banh, những câu lạc bộ đá banh nổi tiếng luôn nha. Bên châu Âu cũng vậy á, là có cái hình con bò đỏ, hai con bò cùng nhau, đừng có đồ à, bò đỏ là ngầu lắm á. Vậy chứ Nguyễn Dung có thấy bò vàng chưa? Bò vàng khắp mọi nơi, Việt Rai thấy lâu lâu đem vô thịt, lâu lâu đem vô thịt. Ấy, bò vàng chỉ có thế thôi. Chào anh Nguyễn Văn Tập. Về Việt Nam chơi cho vui đi em. Dạ. Vậy chứ anh. Nhưng mà dạo này lúc này em hơi công việc em nó hơi lu su bu tí xíu. Với mấy đứa nhỏ em á, nó đang đi học vô, lúc này nó đang đi học, nó cũng bận rộn quá cho nên tụi em cũng chả có đi đâu được hết. Nhưng mà về chứ. Trời ơi, Việt Rai quê hương mình ở đó mà, nhà cửa mình ở đó mà, chạy đâu khỏi. Em cũng mới về đây. Anh nông dân biết sao không? Về chơi á thì ok. Mình xài, có thể mình xài được tí xíu, nhưng mà khi mà mình về bên đó mình sống thì mình cũng xài lại bình thường thôi nông dân, cũng giống như mọi người xung quanh mình thôi. Về cũng kiếm gì làm ăn đồ cho vui, đồng ra đồng vô. Em mà về Việt Nam em ăn rau đã luôn, Việt Nam khoái ăn rau lắm. Về Việt Nam mà cứ cà pháo mắm tôm canh chua rau muống, rồi rau muống luộc cá chiên chấm nước mắm đồ này kia, rồi rau mồng tơi rau dền, ui giời ơi mấy cái đó chết với em. Mà những ở Việt Nam mình mấy món ăn đó nó lại rẻ nữa. Thực ra dễ sống lắm. Anh Tập ở Nha Trang hả anh Tập? Mỹ làm gì có được cà phê chứ phải không? Anh nói cà phê phải không? Ở Mỹ làm gì có được cà phê cả ngày như Việt Nam? Có anh. Anh nói vậy là sai rồi. Không những cà phê cả ngày mà cà phê ngày nào cũng có luôn. Anh không thấy mấy que rồi nó lên nó livestream. Anh không thấy hả? À, nó lên nó livestream nó ngồi á, có nhiều anh lên Facebook có nhiều đứa nó livestream nó ngồi, hết tiếng này tới tiếng kia á, Facebook cho mở nhiều, cho mở 7 8 tiếng gì nó ngồi nó live á. Ồ mà nó ngồi cả ngày luôn, nó có đi làm ăn mẹ gì đâu đó. Em không biết nó uống cà phê hay là uống nước lã, thì chuyện đó em nghĩ chắc nó uống nước lã quá, chứ live kiểu đó thì tiền đâu uống cà phê. Hello bạn Đinh Tuấn Quân. Em ăn toàn rau không đó anh? Em ăn chay nên rau củ quả. Ui vậy á Kiều Anh, ăn chay. Ăn chay cũng tốt, rau tốt lắm á Kiều Anh. Ở bên Việt Nam rau mắc lắm. Bữa nào đi vô chợ mình quay mấy cái video, chắc hôm nay tí nữa Việt Nam đi chợ. Tí nữa Việt Nam đi chợ mà vô chợ Việt Nam quay mấy cái rau cho anh chị em nhà mình coi chơi. Mắc lắm. Anh ở phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Đường Văn Đồng. Em ok anh, em rất là thích Nha Trang, em đi về Việt Nam lần nào em cũng ra Nha Trang chơi. Nha Trang đẹp với nó cũng gần thành phố anh, chạy xe em về bên ha, cái em xách chiếc xe em chạy ban đêm á,
7-8 giờ tối á, mà em đi á, em chạy. Em chạy em ra tới Nha Trang cái trời hừng sáng, ngắm mặt trời mọc đồ này kia luôn. Chạy sáng đêm luôn. Vui lắm, thấy Nha Trang giờ đẹp quá trời. Một mảnh vườn nho nhỏ, một mảnh vườn nho nhỏ rồi trồng rau nuôi cá, lãnh lương hưu của Mỹ về Việt Nam sống, phè phè phè. Dạ, nông dân nói nghe thấy nó đã quá. Nhà em á thì nhà em ở ở bên Việt Nam, ở Thủ Đức á, thì bề ngang 8 mét, bề dài 21 mét. Nhưng mà nói đúng là tại ở đó mình đâu có diện tích đất, nó không có được nhiều á, mình xây nhà xong rồi cái mình được có cái sân ở đằng trước, chắc vô chừa cái sân đằng trước ngồi uống cà phê khoảng chừng chắc cũng 3 mét 4 mét gì đó. Thì ông già ông làm, ông trồng lan rồi ông có cái hòn non bộ ở đó, rồi cá mú ông thả xuống, ông treo chim treo cò đó chơi. Chứ còn trồng á, trồng rau á thì em đưa lên sân thượng, em làm mấy cái chậu trồng rau ở trên sân thượng á cho ông bà già bên đó, ông bà trồng, ông bà có rau riết đủ nhà ăn với cho nó vui mà. Anh đi chợ quay cho em xem. Ok kêu anh đi chợ có gì việc ra quay 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 phim rồi đưa lên chơi ha. Đó còn ở ngoài ở Đồng Nai á, mà ở ngoài Cẩm Mỹ á, Cẩm Mỹ Đồng Nai á, Việt Rai có cái miếng đất mà đó cũng gần 10 mẫu. Thì bảy 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 làm gì gần 10 mẫu, nói lộn rồi, Việt Rai nói lộn rồi. Cỡ 10 để Việt Rai coi coi. Một ngàn mét vuông, 1.000 mét vuông là một công phải không anh chị em? Phải không anh nông dân? Một công đất là 1.000 mét vuông phải không? Thì em ngoài đó chỉ có 10.000 mét vuông à. Đúng rồi, 10.000 mét vuông là được được 10 công thôi, là một mẫu thôi. Nói lộn đó, 10 mẫu quá trời bự luôn. Đúng rồi, cảm ơn anh. Đó thì em làm cái nhà ở ngoài đó nữa, rồi cái em để đó thì xung quanh đó em thả mấy cây mít cây xoài đồ xuống, nó cũng mọc cũng vui, cũng ra ngoài đó chơi vui lắm. Ra ngoài đó anh em hàng xóm xung quanh tình thương mến thương rồi vui ghê đó. Mỗi lần về đó cái người xách con cá, người xách con gà tới nhậu đốt lửa ngoài, nhậu sáng đêm rồi vui. Anh cầm về Việt Nam đi Nha Trang có gặp anh mà. Ồ vậy hả anh Tập? Vui vậy. Em chưa thấy nhưng mà ổng mà ra ngoài thì thôi đi chứ. Ông già tối ngày nhậu quá trời riết ông thành hũ chìm rồi. Vậy kiểu đó vài bữa nghe nói ổng gần qua đây rồi bắt đầu ổng nằm ổng ghiền, ổng ghiền rượu, ghiền ăn nhậu, ghiền Việt Nam rồi ổng nằm ổng thở hơi lên cho mà coi. Được 10 công là đại ca người ta. Về Việt Nam có đi Nha Trang. Ok anh, em mà về Việt Nam em ra Nha Trang em alo anh cà phê đồ chơi. Em giờ chỉ chờ mấy đứa nhỏ nó đi học. Học cũng ok, cũng vài năm nữa cho nó học xong đâu vào đấy hết rồi mình mới thoải mái đi được. Đất nước nào cũng phải làm mới có ăn em ơi. Dạ đúng rồi, ở đâu cũng vậy anh, ở đâu cũng làm mới có ăn hết. Em nói thiệt, cái này mình thấy thì mình nói, thật sự mà nói thì nói đúng ra thì ở Việt Nam mình lúc này nó cũng khó khăn đấy, nhưng nói gì thì nói nó cũng còn
khỏe, nó cũng còn ok đó. Thí dụ như em thấy ở chỗ em đi, ở Thủ Đức chỗ em, ở đi đâu đi nó làm sao quá, nhưng mà sao ở Thủ Đức chỗ em lúc nào nó cũng rầm rộ, nó cũng tấp nập, nó cũng nói chung là những cái chỗ mà buôn bán chợ búa đồ ra lúc nào nó cũng y xèo hết, thấy nó cũng bình thường, thấy nó cũng vậy á. 10 công về đầu tư nuôi trồng thủy sản công nghệ cao là ngon lành luôn. Dạ nông dân thì như thí dụ như bên em đi, ở bên đây nè, em thấy cuộc sống bên đây á, thì nó cũng ảnh hưởng nhiều, nó cũng đi xuống nhiều lắm, đi làm hãng vô công ty làm này kia kia nọ, thấy vậy chứ không cũng hồi hộp lắm. Nó cho những người nào mới nghỉ công việc nó cũng đi xuống nè, nó cho người ta nghỉ mẹ đang làm đang ngon lành vậy, tự nhiên gia đình hai vợ chồng một người bị nghỉ việc là người kia bắt đầu lung lay, là người một người trong gia đình hai vợ chồng mấy đứa con đi, một người mà bị mất việc một cái là người kia lao đao liền, bắt đầu quýnh quán lên liền là phải chạy làm sao kiếm việc đồ này kia kia nọ, chứ không thôi chết lơ tơ mơ là không có tiền trả tiền nhà tiền ăn, tại vì cuộc sống nó quá cao. Ui bên em mấy bữa nay lúc này năm nay nó lên tiền bảo hiểm mà nó lên kinh khủng luôn, nó lên tiền bảo hiểm mà người ta thôi la làng cũng dã man lắm. Anh chị em muốn em nói bảo hiểm xe chút xíu không? Chị Mỹ Hiệp ok, em khỏe như trâu, khỏe như trâu là vui rồi, vui hết cả làng cả nhà luôn, vợ con cũng vui luôn. Bảo hiểm xe cũng lên ghê lắm. Bảo hiểm xe thì cũng tùy thành phố, nói đúng là cũng tùy thành phố nha. Nếu mà mình ở ngoài ngoại ô á, mình ở ngoài ngoại ô của cái thành phố đó thì nó rẻ, nó đánh vô thí dụ như cái thành phố đó đông đúc xe nè, đông người nè thì nó phải mắc thôi, tại vì cái gì ta, cái giống như cái cơ hội cái mà dễ bị tai nạn đó nó dễ xảy ra, cho nên nó mắc. Cái thứ nhất, cái thứ hai, những người trẻ tuổi ở Việt Nam mình nó còn dễ, ở Việt Nam mình phải nói là quá dễ luôn, xe có bảo hiểm nhưng mà ai chạy thì cũng được. Còn ở đây á, thí dụ như chiếc xe của mình đi, mình chạy, mình đứng tên, tên bảo hiểm mình, nhưng mà đụng chuyện á, thì cảnh sát nó chỉ tới, nó coi, à chiếc xe này có bảo hiểm không? Ok, có bảo hiểm thì không sao, nhưng nó phiền, thí dụ như người khác chạy, thí dụ như là mình đưa cho em của mình chạy đi, đưa cho thằng em nó chạy đi, thì lúc mà cảnh sát có chuyện á, thì cảnh sát nó tới nó coi, thì thằng em nó cũng đưa cái bảo hiểm ra, cảnh sát ok chiếc xe này có bảo hiểm không bị gì hết, có bảo hiểm nó không có phạt gì hết, nhưng tới chừng mà đụng chuyện mà đụng xe cọ quẹt rồi đó thì mình phải nói chuyện với tụi bảo hiểm để cho nó đền nó sửa, thì cái tụi bảo hiểm nó mới móc ra chiếc xe này, nó mới coi cái tờ giấy mà của cảnh sát á, nó kêu là cái report, nó coi cái tờ giấy của tụi cảnh sát thì nó nói là à chiếc xe này ngày đó tháng đó giờ đó cái người mà chạy chiếc xe này gây tai nạn á, là không phải tên của cái người chủ xe, không phải tên của cái người đứng tên trên cái bảo hiểm rồi. Ồ, mà lúc đó về khóc tiếng Lào tiếng 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 mèo tiếng mường luôn. Nó đâu có chịu đền, ồ không phải người này chạy thì nó đâu có chịu đền, nó nói đâu phải lỗi lỗi đó, đúng ra là phải là cái người đứng tên mới được chạy, còn cái người không đứng tên bởi vì sợ lắm. Nhiều khi anh chị em mà nghe
cho mượn xe rồi đó, phiền lắm. Cho mượn xe đồ phiền lắm, lỡ có gì với bảo hiểm nó không đền là chết cha luôn. Mà khi mà nó còn như mình á, mình chạy xe bảo hiểm tên mình đứng hết trên bảo hiểm, mà có chuyện á bảo hiểm nó đền rồi gì, bắt đầu nó lên à, nó lên má nhận không ra luôn. Cái kiểu này hơi kỳ anh, đúng rồi. Căng luôn đó chứ. Hello vợ phèo. Bên Việt Nam có nhiều khi còn nghe phong phanh, mai mốt xe máy bảo hiểm xe máy ở Việt Nam người ta bỏ hay gì đó. Việt Rai có nghe phong phanh cái đó đó. Thơ mộng của anh hả? Lời chuyện gì? Bởi vậy mua xe cho mấy đứa nhỏ nó chạy, mua bảo hiểm đồ này kia, mà trời ơi lúc nào cũng dặn dò tụi con phải chạy cẩn thận nha, chạy kỹ nha, chạy này kia nọ nha, mình cứ hù tụi nó mà nó tụi bay chạy sao mà có cái gì á là chết đó, bảo hiểm nó lên rồi chết đó. Mình hù mình làm cho nó chạy cẩn thận á. Cũng tội nghiệp. Mà bên này á, bởi vậy hello biết rồi anh chị em, hello vợ phèo đi đâu nãy giờ lâu quá không thấy. Đó, mà chủ xe vẫn đảm bảo chế độ bảo hiểm mà. Ok, đúng rồi, bên Việt Nam thì bởi vậy anh nông dân biết hôm nãy Việt Rai mới nói là bên Việt Nam á, miễn sao chiếc xe đó có bảo hiểm hay gì ai chạy cũng được, đúng không? Giống như Việt Rai về Việt Nam, Việt Rai chạy xe nè, thì mấy cái xe bển toàn là ba mẹ đứng tên không à, bảo hiểm gì đứng tên không, mình xách mình chạy, khi mà mình bị công an chặn lại hay cái gì đó thì kêu đưa bảo hiểm ra, chỉ cần nhìn thấy bảo hiểm là ok rồi hay gì đó, ok rồi. Nhưng mà nó dễ, nhưng mà còn ở bên này á thì thí dụ như bảo hiểm của người nào người đó, bảo hiểm của người nào thì người đó phải chịu chịu trách nhiệm, còn người khác chạy á bảo hiểm nó không đền đâu, làm căng lắm. Vietrai mua, Vietrai để coi hai cái xe mà hai cái xe đợt vừa rồi nhiêu ta, 2.000 mấy, đợt này nó lên hơn 3.000, 3.000 mấy đó, nó lên 3.000 mấy, mà nó lên 3.000, hơn 3.000 mà Việt Rai bỏ tên của đứa con gái vô, tại vì nó phải lái xe nó đi học á. Ở bên đây 16 tuổi là thi bằng là được chạy xe. Mình mua cho chị chiếc xe chỉ chạy đi học. Khi mà để tên của chị vô một phát nó lên hơn 1.000. 6 tháng. Cho 6 tháng nó lên hơn 1.000. Dễ sợ chưa? Còn cái đó là con gái nha, còn con trai á là thường thường thí dụ như con gái nó lên 1.000 thì con trai nó lên khoảng 1.500, 1.500 hoặc hơn nữa, kinh khủng không? Xe của chú Nam đứng tên mà chú bắt chạy vèo vèo, đúng rồi. Thì ở bên này á, thí dụ như bên đây thí dụ như người khác đứng tên chạy được, thí dụ giờ vậy đi, Việt Rai tới đi tới nhà thằng thằng em mình chơi, mình xách xe nó chạy thì mình cứ chạy, chạy được, chạy vô tư không sao hết. Khi mà cảnh sát chặn lại thì mình móc ra, chiếc xe này tao là người có bằng lái xe,
chiếc xe này nó thường thường cảnh sát nó chặn lại nó coi là mình nè, cái bằng lái xe nè, cái giấy mà đóng thuế cầu đường nè, đó là nó có cái mỗi một năm á mình có đóng thuế cầu đường thì nó có cái sticker á, nó có một cái số của cái năm dán lên ở trên cái biển số hoặc là dán lên cái kiến đằng trước nè. Đó. Có cái đó là có nghĩa là xe mình có đóng thuế ngon lành đầy đủ. Rồi tới cái bảo hiểm. Mình mà không có bảo hiểm là cảnh sát nó phạt mình. Còn mình có bảo hiểm rồi thì ai đứng tên là không không thành vấn đề. Nhưng mà khi mà có tai nạn, ví dụ như khi mà có chuyện gì xảy ra rồi đó, cái tụi bảo hiểm á, nếu mà cái người lái chiếc xe đó gây tai nạn mà không có đứng tên trên bảo hiểm á là chết với nó. Có nhiều hãng bảo hiểm, nhiều nhiều luôn á, nó sẽ không đền, nó sẽ không đền, nó nói tại vì á cái người lái không phải là cái người đứng tên của chiếc xe này, cái người khác. Mà nếu mà có cái hãng bảo hiểm nào mà Vietride nói thí dụ đi, cái chiếc xe đó đóng đóng bảo hiểm mình kêu là cái loại bảo hiểm ngon nhất á, giống như là bên Mỹ nó kêu là full cover, full là đầy đủ, cover là bao trùm hết á, là cái gói bảo hiểm mà ngon nhất á, thì nó đền, có thể nó đền, nhưng nó đền xong rồi về bắt đầu nó lên, oh man, nó lên hả, nó lên chết luôn á. Ở đây nha, nhiều người mua xe á không có ngán cái tiền mua xe. Mua xe ok, cứ có công ăn việc làm đi làm có tiền mua xe, nhưng mà ngán là ngán cái tiền bảo hiểm. Ác lắm. Đúng rồi, bảo hiểm Mỹ khôn, đúng rồi, nó khôn lắm anh. Trời ơi, ở bên Mỹ này bảo hiểm là giàu nhất, bảo hiểm người nó giàu lắm. Những cái thành phố lớn á, giống như những thành phố lớn mà như là Houston, Dallas đồ này kia ha, ở bên Cali thì Los Angeles đồ ha, San Francisco đồ ha, mấy thành phố lớn như vậy rồi đó, New York rồi ha, ui bảo hiểm cao lắm, bảo hiểm cao lắm. Ba tuần mới Việt Ray chào hết cả nhà mình. Cảm ơn chị em rất nhiều.